Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã nè mọi người. Thì mình đang ngồi ở nhà. Thì sớm giờ mình ngồi ở đây của mình mọi người, tại vì mấy anh em kia chưa vô. Danh này hôm nay đi học rồi nha mọi người. Thì cũng đi học dân quân luôn, mấy anh em mình hình như là xây tour đi học hay gì á. Danh này đi học rồi, không có vô đây chơi. Chắc học cũng vài bữa rồi mọi người, chứ không lâu đâu mọi người. Thì tại vì anh em mình sắp tới sẽ có chuyến đi sinh tồn với Võ Lãi 24 giờ nữa. Thì tiết lộ trước cho mọi người cái tiêu đề vậy đó. Còn anh em mình đi làm gì thì mọi người đón xem bên kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Hôm về mình có đăng clip bảo cho mọi người qua xem nha. Rồi thì bây giờ hôm nay mình sẽ có một cái màn tròn nha mọi người. Cũng có một bạn đã đưa ý tưởng cho mình, đã nhắn tin cho mình. Thì cảm ơn mấy bạn mà đã nhắn tin gửi ý tưởng cho mình rất là nhiều nha. Thì bây giờ mình sẽ thử lòng tôi nói nha mọi người. Thử lòng Dẹo nè, Sang nè mọi người, gần Toàn nữa. Thử lòng ba thằng đó nha mọi người. Coi rồi là nó thấy mình mà bị cái vụ này nè, coi cái phản ứng của nó như thế nào nha mọi người. Thì mọi người muốn biết phản ứng nó như thế nào thì cũng như mình thôi, đón xem video sẽ biết nha mọi người. Đây này, hiện Khánh ở đây đứng ngoài sau lưng máy quay mọi người. Khánh này hổm dậy nó ở trong mình không à, nó bên phe mình. Đừng có một ngày nào đó mà bước qua phe khác là được. Đây là cái dĩ Baladon mọi người. Thuốc này là thuốc chỉ nhức đầu, nhức mỏi, ôi gì đau nhức, giảm mạnh các cơn đau, hạ sốt. Đó, Baladon. Thì thuốc này á, là chỉ được uống một viên thôi nha mọi người, chứ không được uống nhiều nha. Thì bây giờ mình sẽ không có uống. Mình sẽ lấy một cái dĩ Baladon này, nhưng mà đã mất hết mấy cái thuốc này nè mọi người. Rồi mình để trên bàn. Sau đó mình nằm ở đây cho tụi nó vô coi tụi nó phản ứng như thế nào nha mọi người. Ok mọi người, đón xem video nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đặt gốc quay ở đây nha mọi người. À, mình có cái này hay nữa nè mọi người. Thì mình sẽ lấy cái điện thoại này nè mọi người. Mình nhắn lên cái nhóm á, mình để cái chữ tạm biệt, nhưng mà mình chưa quay hay không có gửi nha mọi người. Mình để như vậy thôi, để như vậy thôi, rồi mình để đi luôn, để lên tay mình đi luôn. Là bắt đầu mình đụng luôn. Đây là dĩ hút, dĩ hút này còn hai viên mọi người. Mình có để vài viên, có để một viên hai viên ngoài gì nữa nè, tạo hiện trường tơi tả xíu cái dĩ hút. Okay, giờ mình ngủ rồi mình đợi thằng nào vô trước thì bật đó mọi người. Nãy giờ mình cũng có điện với nó rồi, không biết nào vô trước nữa. A few moments later. Yeah.
Dạ. Sao không? Sao chân gì ba? Em mượn sao không? Đi em nhảy xuống cột nè, đi. Gì ba, mày khùng cái gì vậy trời? Đi. Đâu? Nhảy xuống cột. Xuống cột cái đầu mày, xúc cái đầu mày á. Ủa, nhảy qua đầu nè nè ba. Hả, mày điên hả? Tao khùng gì tao uống gì ba là đâu? Chứ vậy, tạm biệt nữa nè, đi. Mày nghe mày nói gì á? Mày nói cái khê gì á? Tao ngủ nãy giờ mày vô mày làm gì á? Tao biết sao tao khùng cái nhảy uống hết chỉ ba lần luôn vậy? Ủa mày nghĩ tao điên đến mức độ đó luôn hả? Tao uống con viên qua lo, tao buồn ngủ quá, tao ngủ không nổi đây. Thế chứ tao miệng này sao? Trời ơi. Tính nhắn với chữ tạm biệt anh nhé, chắc em phải ra đi, là tao hỏi bài gì tụi bay coi, hỏi tụi bay có biết bài gì không? Chưa kịp nhắn ngủ quên, uống viên qua lo vô quá rồi buồn ngủ rồi. Hai cái viên này để hoài làm gì vậy? Hồi nãy tao bẻ ra coi coi trong uống có gì á. Thấy bình thường người tao uống. Bẻ để chơi vậy á. Sao nãy lắc lư ra lắc anh không hút luôn. Ủa lắc mạnh lắm à? Mạnh. Ủa chắc uống mê quá. Ủa này hãy chị. Kêu vô làm gì? Vậy vô clip. Tao nhớ hôm qua. Tử bà, tự tử với bà. Mày điên, cuộc sống tươi đẹp tự tử. Cuộc sống còn đẹp muôn màu tự tử không nội? Đẹp. Đúng rồi mọi người, cuộc sống mà phải tươi đẹp mọi người. Không có nên nghĩ quẩn. Thì mọi người thấy là cái gì không? Phải vô mà được chứ, không vô sao cho được ba. Mấy người kia đâu? Ai? Mày vô đầu tiên luôn á. Rồi đi trốn luôn đi. Một là đi trốn, hai đi về. Về kia vô làm gì, đủ vậy? Vô thử lòng coi, coi tao có chết rồi mày xử lý làm sao. Mày ngu quá mà không điện xe cấp cứu mà mày cứ kêu kêu. Mày điện vừa mới điện đó. Điện này à? Điện tao. Rồi điện không chịu nói gì vậy vậy? Anh hết rồi. Rồi điện đó nó biết gì không? Không, không biết nữa, má nghe lù cái là nứt rồi đó. Rồi mày tắt chưa? Tắt rồi, chứ. Ừ, vậy. Tắt rồi, vô chẳng ngồi chơi đi. Chơi chẳng qua. Không ngồi chơi, về đây để tao đi ngủ. Có đèn mấy người kia vô không vậy? Cái gì? Có đèn mấy người kia vô không vậy? Nghe nó đang vô, nó nhắn lại chứ tạm biệt, tao ngủ tiếp. Nhưng mà đèn mấy người đó, tao không phải vô, nó quay clip nó luôn. Tao chọi cái ly lên đầu mày bây giờ, mày còn cái gì vậy? Cái gì? Quay. Mày đi về đi, chị người ta, người ta làm. Còn tàu nó có điện lại mày, mày nói là nãy bấm lộn. Không về đâu. Chị bay đâu? Vô đây chơi. Ờ, vô chỗ chơi đi. Chuyện bom đi chơi nó đi. Chơi chó đi. Lộn nén nào hả?
Vậy đây con nhá nó bị gì nè. Con nhá điện rồi. Ủa? Nó bị gì nhá? Bị gì mà? Có bị gì đâu? Mày điện rồi hả? Bị gì đâu mà điện gì vậy? Bụng gì vậy? Rồi sao dĩ bà lo gì hết trơn vậy? Bệnh nó uống nó bụng gì vậy? Uống gì uống dữ vậy bà? Uống gì vậy? Uống má đâu uống hết vậy là chết thiệt vậy hả? Mày còn uống gì tao uống hết vậy đó ông nội. Chứ mày làm gì còn hai viên vậy cha? Thì uống không về còn hai viên. Rồi sao này hút gì đâu nhóc chơi vậy? Tao lột ra coi uống được không? Rồi tao lấy viên tao uống rồi ngủ quá ngủ rồi. Rồi sao mày nhắn tạm biệt vậy nè? Trời ơi. Khúc gì vậy trời? Tính nhắn là tạm biệt em nhé, chắc anh phải ra đi. Tao hỏi cái bài đó tên là bài gì mà tao chưa kịp nhắn nữa, tao buồn ngủ quá, tao ngủ gục luôn rồi. Cha này sắp cha hại não quậy trời. Rồi sao nãy giờ kêu không dậy? Gì? Sao nãy giờ kêu không dậy? Mẹ kêu tao đâu? Sao nãy tao dậy, nãy giờ tao dậy tao kêu mày nhá ơi hoài luôn, mày không nghe nữa. Cậu nghe gì đâu? Rồi không nghe nó chịu rồi kêu mày như mày tưởng mày chết không á. Mày nói sợ như mày nói xưa. Thì vậy đó, kêu mày tao dậy tao quản luôn mày còn không nghe nữa. Tự nhiên quản vô tao nằm tao ngủ như đâu quản. Tưởng nó mày chết không chứ. Chết đâu ra? Mày uống hai dĩ bà la lon còn mày như nào hả? Uống tao thù cái gì mày thấy tao thù cái gì, tự nhiên tao uống hết dĩ này cho tao chết hay gì? Mày ngáo rồi. Má hại dữ vậy trời. Cuộc sống còn tươi đẹp lắm, mà muốn phát ô lộn, mà muốn sắc. Làm ngủ xíu còn làm gì ra. Ngủ kêu không vậy nữa bà. Ngủ mê kêu không vậy sao? Mà chưa làm gì vậy? Thì mọi người thấy đó thì cái phản ứng của nó rất là quyết liệt nhưng mà hơi non. Chuyện này hả? Dạ. Chuyện này hả? Nói chuyện ngay kệ tao. Đáng lẽ là nó phải kêu xe cứu vô mà nó không kêu. Nó cứ lắc mà chuyện ai vậy? Cái vậy? Mà chuyện ai vậy? Cái khủng nhá. Lắc kêu đó mà gặp tình huống thiệt nhưng mình cũng không biết mình đi về nơi chút nào luôn rồi. Thì đáng lẽ ra nó phải kêu với xe cứu vô để cho mình. Má cái này hình như mày uống hết nguyên vỉ thiệt luôn gì nè. Làm uống thiệt. Mày nói gì xùm làm mày vậy? Sao mày tao nói chuyện với mọi người chứ nói sao gì bà? Mọi người nào mọi người thấy đó nó sao chậu đó mọi người thấy đó thì Trang nó hay ấn vậy đó không má hại nữa chứ mấy ấn của nó vậy đâu mọi người chơi vô đó ngày chơi chê hoài. Ủa không chơi sao có clip coi sao không clip không hết kia không có tao gì kêu tao vô cho tao ăn đi nó kêu chơi chê hoài hại hoài thôi mọi người thì mấy ấn nó vậy đó. Bây giờ nói chung là giờ tao nãy tao cố không viên thiệt giờ mày đi vô trong đi cho tao làm thằng cuối cùng để hồi tao ngủ thiệt à. Tao vô trong rồi. Mày vô trong đi, hay mày về mày đâu cũng được chứ. Mày vô chơi với con chó đi. Sẵn chơi đi, tao đợi em toàn lại tao bực cái cái này vậy. Chơi mà gì hả? Thôi mọi người, mình sẽ để thêm thằng toàn nha. Mình nãy mình cố không thiệt viên nha. Nãy nó nhức đầu quá làm viên giờ nó cũng buồn ngủ thiệt à. Cũng lăn. Chứ không mình có buồn ngủ không sao lạ với người ta. Đúng rồi. Vẫn là tin nhắn này nha. A few moments later. Khùng gì nhá.
Ơi. Em bị điên em bị uống dữ vậy trời. Mày nghĩ sao uống gì nhiều vậy nhã? Nhã ơi. Nhã có sao nhã? Nhã. Đừng làm sợ nhã. Nhã. Nhã ơi. Giờ đi. Nhã. Sao nhã? Sao nhã? Nhã nhã. Nhã ơi. Có sao không nhã? Nhã. Nhã ơi. Anh dậy nhã. Nhã. Nhã tỉnh dậy nè. Đừng làm sợ của nhã. Nhã. Đi nè nhã. Người anh em hãy cứ vững tin, chúng ta vẫn sẽ còn nhận thấy nhau. Khi mày không nổi rồi nhá. Sao chăng gì ba? Nổi rồi đi, mày bị điên gì vậy? Uống nhiều dữ vậy? Uống cái vậy? Mày uống Panadol một dĩ vậy? Mày điên hả? Tao uống con viên, tao uống dĩ gì cho chết rồi vậy? Sao nãy giờ mày không hức? Tao ngủ mê, tao không hức. Nó làm giật mình nè trời. Trời ơi trời, quên. Uống dù cái buồn ngủ thì chứ ngủ quên luôn. Tin nhắn tạm biệt anh nhé, chắc em phải ra đi. Bài hỏi gương mấy bài, hỏi gương mấy bài biết bài gì không? Để tao tập karaoke. Nhắn chữ tạm biệt không quên luôn, trời ơi, ngủ quên luôn thiệt chứ. Mày bị điên gì vậy? Mày mới điên. Mày làm mới không gì, không ghi rõ ràng gì cho mày bị điên hả? Tự nhiên mày vô mày làm gì ào ào ào. Mày nhắn ào cái đầu mày chứ ào ào đấy, mày dễ nguyên dĩ mày không biết ào ào. Mày nhắn tao cũng tắt thở luôn. Cái đó mà tao chưa chết mày nhắn mà tao chết ngắt luôn. Thôi người ta không điện xe cứu xuống rồi đó. Lên điện xe cứu chạy xuống nước mày đi rồi đó. Thì đó mọi người thấy đó thì cái vấn đề nó là vậy. Mày bị điên hả mọi người, vì mày nói chuyện tâm an gì hả mày khùng hả nhá? Đau đau hả? Đau. Muốn gì mày bị khùng hả nhá? Mày tao tỉnh rồi. Có sao không? Có sao không? Tao tỉnh, tao tỉnh. Có sao không? Tao tỉnh. Mày bị bình thường không? Bình thường, bình thường. Nói chuyện với ai hả? Tao nói chuyện với máy quay chứ hả? Ghê là ghê, nhưng sao nó vô cái băng, sao lưng kêu băng. Hoài luôn chị. Chơi ngu. Mày bố mày uống thiệt, mày ngủ thiệt, mày chết thiệt, mày đừng có kêu mấy tao nha. Giống như này mà, ví dụ mà không có uống, ô, ví dụ có uống nè. Chưa kịp chết nên nó vô giặt chết ngắt. Giặt cái đầu rồi mày không kêu mày ấu cho mày ấu ra rồi lấy gì mà mày sống. Chứ tao thấy nãy giờ là dưỡng, dưỡng. Mẹ đâu tìm, mẹ tìm tao không gãy bè sườn luôn. Mỗi cái công ty cấp cứu người ta dạy là vậy đó. Cấp cứu nào dạy vậy thì chứ. Mày hên cho mày đấy, không kêu điện kêu xe cứu xuống nước mày rồi đó. Đó thì mọi người thấy đó mọi người, thì cái phản ứng của tôi là như vậy đó. Sao cảm giác sao fan? Mày chết kệ mày chứ liên quan gì tao. Ủa sao mày lại mày lao sầm vậy? Tao lao hồi nào tới nó kêu mày thôi chứ lao mày làm gì? Chịu à. Thì chuyện của mày với chuyện tao rồi. Chịu à. Ôi. Thì ngu.
bài học đẳng cấp. Quá non. Mày nó non. Ủa còn đi sao đang làm thiệt ta? Khi nào đi thiệt cũng trời. Chuyện khờ khờ gì? Mày chết không đi. Mày chết đấy. Nói chuyện làm sao? Mày mới xàm mà nghĩ sao quý đi xàm dưới trời. Mình và cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video nãy giờ nha mọi người. Thì mọi người thấy cái phản ứng tụi nó nãy giờ đó. Thì mỗi thằng thì nó mỗi cách khác nhau, nhưng mà thằng này hơi đau. Nó móc họng mình một cái. Ê cái tay mình dính ớt gì không vậy? Sao móc họng vậy? Tụi mày đá quá. Mày giỡn mày vậy? Thì mà mới đá mà. Tao mới ghé đi đá mày đầu mày kia. Thôi chào tạm biệt mọi người. Nếu thấy hay bấm like cái kênh cho mình nha mọi người. Mình đi rửa miệng á. Chào mọi người nha, bye bye.